nhà Nguyễn có những vị vua nào được đặt tên cho đường phố? Triều Nguyễn là triều đại cuối cùng của lịch sử quân chủ chuyên chế ở Việt Nam, tồn tại 143 năm từ 1802 tới năm 1945 với 13 đời vua. Vương Triều Nguyễn được thành lập khi vua Gia Long Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế năm 1802 và kết thúc bằng sự thoái vị của vị vua Bù Nhìn Bảo Đại vào năm 1945. Trong 13 đời vua của Triều Nguyễn, không phải tất cả những vị vua đều không tốt. Có 3 vị vua đó là vua Hàm Nghi, vua Thành Thái và vua Duy Tân có tư tưởng chống lại thực dân Pháp. Nhưng mới là chỉ có tư tưởng, còn đang ở trong trứng nước thì đã bị giặc Pháp quản thúc kiểm soát nên cũng chưa có hành động được điều gì quá lớn. Tùy họ là vua nhưng điều hành quản lý đất nước lại là người Pháp toàn quyền. Nhưng 3 vị vua này không bán nước cầu Vinh, cắt đất nghị hòa, cầu viện ngoại bang, họ yêu nước và sẵn sàng đấu tranh với người Pháp cho dù bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Và họ vẫn được nhân dân nhớ tới như những vị vua yêu nước, yêu dân.